hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng mình có thể chế tạo ra những cái hạt giống của những con quái vật, sau đó mang tụi nó đi trồng, và nhờ vậy nó sẽ giúp mình có những cái món đồ nhanh hơn. Và đặc biệt chúng ta có thể đi đánh con Ender Dragon cực kỳ lẹ. Hãy xem đến cuối video để biết được liệu mình có thể chế tạo ra cái hạt giống con rồng được hay không. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm hạt giống mọi người ạ. Bởi vì nếu chúng ta tìm được hạt giống thì chúng ta có thể sử dụng những cái hạt giống này để chế tạo ra được những cái con mob, sau đó chúng ta sẽ trồng nó. Ok, tranh thủ chúng ta sẽ lấy một ít gỗ cái nào. Ồ, có này mọi người ơi. Và chúng ta tìm thấy được dân làng nữa. Ê, chỗ đây có con heo nha. Mình không biết những cái hạt giống của những cái con này sẽ chế tạo như thế nào. Ok, bây giờ chúng ta hãy làm những cái dụng cụ bằng đá trước nha. Làm một tí dụng cụ nào để đánh thử một con nhá. Boom. Ok, là có thịt cừu sống. Nếu mà chúng ta để vào đây thì chúng ta có làm được cái hạt giống không nhỉ? Không phải cái này. Oh, ấy rồi, hạt giống con cừu. Chúng ta có thể trồng nó thử coi nào. Mang ra đây, trồng xuống một cái. What the heck? Nhìn nó kỳ quá chữ mọi người. Chắc là phải chờ một lúc đến khi con này nó to lên một xíu nữa mọi người ạ. Tranh thủ lúc đấy chúng ta có thể đi qua dân làng không nhỉ? Oh, blacksmith đằng kia kìa. Tạm thời không trồng cái này nữa. Chúng ta đi qua bên đó. Và một cái cổng ở đây nữa. Tuyệt vời. Ok. Kim cương và 8 cục sắt. Có thể làm được khoáng sản golem không nhỉ? Cũng hay đấy. 8 cái chúng ta có thể làm được thêm một cái xô này, thêm một cây cúp nữa nhá. Tuyệt vời luôn. Golem đây rồi. Nhưng mà nếu golem đánh ra sắt đúng không? Chúng ta hãy lấy một ít lúa mì nữa nào. Mình cần 8 cái. Đây rồi. Ở cái làng này có rất nhiều cái chỗ trồng khoáng sản, trồng lúa như thế này, nên chúng ta có thể đập được nó vào. Hello golem. Chúng ta có 18 hạt lúa mì ở này. Bây giờ mình tìm thêm những cái chỗ trồng gần đây nữa. Dân làng nó tự trồng khoáng sản xuống. Xài quá. Chúng ta có vô hạn hạt giống luôn mọi người. Cho mình xin nhá. Và cho mình xin thêm một ít lúa nữa. Ok, cho thể trồng con cũ ở đây cũng được. Nãy giờ chưa đánh con golem ta. Chúng ta có 4 cục sắt đủ để có thể làm được một cái gì đó rồi. Và trong đây chúng ta có táo vàng. Ui khoan, kim cương có thể làm được cái gì không nhỉ? Nếu mình để cái này xung quanh đây và để kim cương ở giữa, chúng ta có được cái gì đây? Evoker. Chúng ta có thể có được tổ tầm từ Evoker đấy mọi người ạ. Nhưng mà khoan, mình cần phải chuẩn bị đủ đồ cái đã. Tại vì Evoker khá là mạnh, nó có thể spawn ra được mấy cái con max luôn nhỉ. Mấy con đấy dùng để kiếm mình và đánh mình rất là đau ấy, nên là mình cần phải cẩn thận một xíu. Ấy, hơn quá nó chưa mất. Rồi, cho mình xin một ít gỗ đây nữa. Ok, không biết con golem nó đã như thế nào rồi. Hello. Không có cái gì phát triển luôn mọi người ạ. Ok, chúng ta hãy trồng thêm ít golem. Mình có thể tạo ra golem vô hạn thì sao nhờ. Trồng một lần thêm 3 con nữa nào cho nó chất lượng. Wait, nếu bây giờ mình xuống địa ngục mình tìm được xương thì mình có thể trồng cái đống con golem này nhanh hơn đấy. Chúng ta hãy cùng nhau đi xuống địa ngục coi. Mình nghĩ là cái chỗ này có thể làm được cái cổng để đi xuống địa ngục. Không chắc được là trên đây nó có đủ lava hay không. Chẳng hạn như thế này. Khoan, hình như là đủ thì phải. Ui, còn 2 cái nữa chứ. Chúng ta đủ mọi người ơi. Chúng ta chỉ cần đặt block ở trên thôi. Wow, mình chuyên nghiệp quá ta. Ok, xong đặt một block ở đây. Để nước dưới này. Và boom lên đây. Đây, boom. Ok, oh no. Lava đằng kia, còn một cái. Ok, chúng ta chỉ cần để cái này ở đây. Và boom, hình như xong rồi đấy. Ê, đây rồi, chúng ta có một cái bật lửa. Để cái này ở đây. Đã ra được dụng cụ đánh lửa. Bây giờ thì mở cái cổng. Ok, lên thôi nào. Ok, chỗ này đang đâu đây? What the hell? Chúng ta chỉ có thể đi tất cả mọi nơi mà chúng ta tìm thấy. Đây rồi. Passion đằng kia luôn. Chúng ta có thể lấy cái này nhanh nhất có thể cái đi nào. Mình tạm thời chúng ta sẽ không qua Passion một tí nha. Ở đây có rất là nhiều quặng này luôn mọi người ạ. Ok, chúng ta lấy được khoảng gần một xác khói xương. Nhưng mà mình nghĩ như thế là đủ rồi. Một cái này chúng ta được tới 9 cái bột xương luôn mọi người ạ. Cho về nào, chúng ta quay trở lại gặp con golem của mình thôi. Con golem của mình sẽ được xuất hiện như thế nào? Và chúng ta có thể có được full đồ giáp sắt không nhỉ? Hợp lý, để coi thử nha. Boom. Nó còn rơi ra lại cái hạt giống nữa này. Còn con này thì trồng lên thử coi. Cũng tốn khá là nhiều bột xương đấy. Boom boom. Con golem này mình đã đánh nó mọi người ạ. Đây là cái con cho mình sắt đầu tiên. Đáng bỏ công sức để trồng quá ta. Chúng ta có thêm con này. Và con này. Ba con golem mọi người ơi. Bim bim bim. Mày hả bưởi. Ok. Qua đây. 2, 3, 1 con. 2 con. Ê da. Tuyệt vời. 18 cục sắt. Chúng ta có lại 4 cái hạt giống này mọi người. Cho mình sẽ xin ít đồ. Và bây giờ mình sẽ xuống lại địa ngục để coi mình có thể kiếm được hạt giống của con Enderman hay không nha. Nếu chúng ta tìm được hạt giống của con Enderman thì mình không cần phải đổi đồ với Biglin. Và đặc biệt hơn nữa, ok, chuẩn bị lại tất cả mọi thứ và đi vào. Ok, mình không biết là con Enderman có thể sử dụng được cái hạt lúa mì để có thể chế tạo nó hay không nữa. Chúng ta tìm được The Fortress, nhưng mà sẽ rất khó nếu chúng ta muốn đi vào đây. Mình nên mặc mũ vàng lên để không ai đánh mình hết. Chỗ đây cũng được, nhưng mà mình cần phải chế tạo ra một cái khiên. Đúng vậy, để đánh với con play mọi người ạ. Để coi cái lồng spawn con play có đâu đây không. Mình thấy cái lồng spawn con play đằng kia rồi. Hơi xa một xíu, nhưng mà mình sẽ cố gắng qua bển. Tôi nghe tiếng con play gần đây vậy. Đây có một cái lồng spawn. Ok, đây bên kia có con play kìa. Cẩn thận. Bây giờ là dần đỡ đạn. Ow ow ow.
nào. Rớt ra một cái coi. Ok, hiện tại bây giờ chúng ta có một cái rồi. Oh no. Chúng ta có ba que quỷ lửa ở đây. Ok ok, tạm thời rút ra lên trên đây trước cái đã. Chúng ta cần phải kiểm tra coi là mình có thể chế tạo được cái gì hay không. Để cái này ở giữa nha. Ở đây. Thế thì bột quỷ lửa thì sao? Quay. Hay là không chế tạo được vậy? Nếu mà chúng ta làm bằng cách này không được thì chúng ta có thể làm bằng một cách thử. Đó là sử dụng gạch nether. Oh my god, kim cương đây nữa này. Gạch nether thì chúng ta chỉ cần nung cái cục block bình thường lên thôi là được. Chúng ta có thể có rất là nhiều gạch nether bằng cách đổi đồ với Piglin. Trước sau gì mình cũng phải đổi đồ với Piglin nè. Cùng cái giáp cái đã để cho nó an toàn. Ok, bây giờ mình sẽ đi đổi đồ với anh Piglin xíu. Mình có 12 cục thôi nên là hy vọng Piglin nó đổi đồ với mình. Đây có một con nè, coi nha, thử coi nha. Chúng ta có thể đổi đồ với nó không đây? Cho xin ít gạch nether là được, nên là hy vọng nó cho mình gạch nether. Chơi nó cái cục gạch nether này nào. No, chúng ta không cần sắt. Thực sự cũng cần nhưng mà không cần lắm. Ok, gia thuộc mình nghĩ mình có thể chế tạo được cái con bò với cái này. Ủa, đây con ngựa. Làm ơn không phải cái này. Sợi chỉ cũng được. Ô, đây rồi chúng ta có hai gạch nether và nếu chúng ta để như thế này. Oh yeah, play đây rồi. Ok, mình ít nhất có hai cái. Oh, có thêm. Chúng ta có 8 cái nữa. Chúng ta đã đủ đồ để chế tạo rồi. Thank you. Đây rồi. Bởi vì cái con play nó không làm từ play rod nên là mình không biết chắc là con enderman có thể làm được từ con mắt ender hay không nữa. Kiểu như cái hạt giống ender. Đây có một con này. Giam con này lại bằng cách này. Đây cách mà chúng ta có thể đánh nó. Để con này lên đây. Ok. Hello. Qua đây. Đây rồi. Cầm cái gì vậy ta? Hình như là cái cây của chỗ nó luôn thì phải. Ok, con này nó không cho mình con mắt thì mình cũng phải tìm thêm thôi. Đây rồi, một con mắt ngọc ender lúa mì xung quanh. Ồ nội, chúng ta không làm được. Chắc phải quay về mặt đất rồi, sau đó chúng ta tìm thêm một ít hạt giống quá. Chúng ta có thể làm được không đây? Không. Thế thì rễ kỳ dị. Đây rồi. Ok, chúng ta có thể làm được một cái nông trại được rồi đấy. Cần cái chỗ nào đó để có thể đặt con play xuống. Chúng ta có thể làm một cái farm nho nhỏ ở đây luôn thì sao nhỉ? Trồng cái này lên. Có hai giống con play. Đây rồi. Thời cơ tới rồi. Trồng con này ở đây. Mình thấy nó rồi đấy. Trồng lên cái nào. Yep. Bam. Play này. Ấy, chúng ta có thêm ngọc và hạt giống. Chỉ cần đặt hai cái đây. Cái con play thì sẽ dễ farm hơn đấy. Bam. Ok. Chúng ta có 7 cái play rod rồi và để xem gì. Chúng ta có 8 cái que quỷ lửa. Ok, tuyệt vời. Con này là con cuối cùng. Boom, nó không cho mình quỷ lửa. Ok, bây giờ chúng ta đổi qua hạt giống con Enderman. Nhìn khá là dị đấy. Ok, cho nó trồng lên một xíu. Khá chắc là mình chỉ cần đánh nó thôi thì nó sẽ dí theo mình. Nên là boom. Đây, tha hồ mà farm mắt luôn. Còn một con mắt nữa thôi mọi người ơi. Enderman này lên luôn nào. Cho mình xin thêm một con mắt nữa. Yes. 16 con. Khoan, chưa xong. Chúng ta còn một cái mà các bạn biết rồi đấy. Đó là Evoker mọi người ạ. Ok, xin một ít lúa mì nữa nào. 8 cái bàn chế tạo của mình bị mất tiêu rồi. Cái này để ở đây. Kim cương ở đây. Mình sẽ ra được Evoker. Để cái này xuống đây. Cái này sẽ hơi khó khăn đây. Boom. Oh no. Mình phải giết nó trước khi nó tạo con vết ra. Yes. Nó có 3 con vết kìa. Ow. Con nào xuống đây. Mày hay bưởi. Một con. Mày hay bưởi. Ok. Yes. Chúng ta có một cái tô tầm rồi. Trời, khó khăn nếu mà mình tạo một lần 4 con nên là. Yeah. Oh no. Giết nó. Yes. 2 cái tô tầm. Ow. Ý, một con, hai con. Gắn vô một cái. Mình cần hai con là được. Yes. Ôi, một máu rưỡi. Chúng ta có hai cái tô tầm rồi. Ok, chúng ta đổi 12 con mắt một quỷ lửa render và để coi hướng nào. Hướng này. Chuẩn bị tiến tới thời điểm đó rồi mọi người ơi. Trời ơi, đi nãy giờ mình đã chưa tìm được cái stronghold luôn này mọi người ơi. Quay nó nằm phía trên đây à. Mình sẽ xuống dưới đây. Và dưới đây là cái gì? Mình nghĩ đây là thư viện. Thư viện đúng không? Bam, biết ngay mà. Bro là biết hết. Uầy. Cái gì vậy ta? What the heck? Nhiều con skeleton vậy. Mình nghĩ cái cơ hội việc mình sử dụng mũi tên bắn trụ là có thật mọi người ạ. Đây, ok. Khá là nhiều con skeleton ở đây. Cho xin mũi tên. Đằng kia luôn kìa. Yes. Khoan, chúng ta có thể đi vào được không nhỉ? Vừa đủ mắt luôn này mọi người. Được quá ta. Bam. Nice. Một cái giường ở đây. Phải đi tìm thêm xương của con skeleton. Mình cần rất là nhiều mũi tên. Holy shit. Sai luôn, cái tô tầm mới đâu chứ. Ok, 22 mũi tên. Ngoài ra chúng ta có vô số mũi tên luôn và cung luôn. Ok, coi như là một màn trao đổi. Bây giờ chúng ta vô cái chỗ đánh rồng thôi nào. Let's go. Chúng ta chỉ còn chờ mỗi con rồng thôi. Lấy cái trứng con rồng xong rồi chúng ta sẽ trồng con rồng. Với 24 mũi tên mình nghĩ mình có thể phá được những cái trụ. Nhưng mà tại sao mình không thấy cái thanh con rồng ở trên đây ta? Liệu có phải là do cái này? Mình nghĩ là con rồng không có ở đây tại vì mình phải trồng con rồng. Nhưng mà làm bằng cách nào ta? Nếu không phải bằng cách này, phải chăng là cái này mắt con ender ở giữa và cái này xung quanh. Ender Dragon Seed. Nhưng mà trước khi trồng con rồng, để khi con rồng xuất hiện nó cũng sẽ không có chỗ hồi máu luôn.
cái này là cái cuối cùng. Boom. Chúng ta sẽ trồng con Ender Dragon Seed thôi. Boom. Oh. Hello rồng. Boom. Oh, đây rồi. Nó xuất hiện cái này. Mình không còn chỗ hồi máu đâu rồng ạ. Mình có thể làm cái rìu bằng kim cương để có thể đánh cho nó đau. Không còn chỗ hồi máu nữa rồi. Boom. Mũi tên cuối cùng luôn rồi hả? Ok, chờ con rồng xuống đây thôi, mình quýnh nó nào. Xuống rồi. Cho đánh nó. Đây. Ui, đau đấy. Yep. Ui, và cái này mình sẽ water drop xuống đơn giản luôn. Rồng ơi. Đâu rồi. Mày ơi. Ok. Hơi bị đau. Một lần nữa. Lần này mình sẽ đánh cho nó còn nửa máu được không? Đây đúng không? Thì ok. Rất là hay. Một vài lần nữa. Có thể nó xuống lần cuối là nó chết luôn đó mọi người ạ. Vô thôi. Lần này chắc là lần cuối rồi. Mình sẽ ăn luôn táo vàng cho nó trâu này. Đây rồi. Đây. Ok. Yes. Woo, tuyệt vời. Ok, nhảy xuống thế nào? Ok, và đây là Minecraft, nhưng các bạn có thể trồng quái vật. Hy vọng các bạn thích video clip lần này. Nếu bạn thích video này đừng quên để cho mình một like, một đăng ký. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ đi. Bye bye.